Rồi thì xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của cá từ mình Tân Quốc. Hôm nay tập lên cho một clip gồm 12 cái câu nha anh em. 12 cái câu này 12 cái câu kỹ Nhật em lấy từ Nhật về. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chiếu thanh toán nếu hàng lỗi một không dấu clip nên đó. Thì em nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Bây giờ thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng một khúc nha anh em. Cây này cây một khúc. Đó. Cây này cây một khúc hàng của Romet. Cán là cán 3 khúc, bát là bát thường, bát thẳng. Đó. Thì cái này gì? Cứng 50 dài 1m8. Hàng này hàng Romet, hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó, tem sức đầy đủ. Phen là phen hạng xứ xứ xám nha. Liên bộ phen ok hết. Không lỗi lầm gì hết. Đó. Ok hết mọi người, không lỗi không lầm gì hết. Bộ ok, bộ trong sáng. Nhìn nè. Mọi hình ok nha mọi người. Cây này thích hợp cho anh em đánh trên ghe trên bè trên thuyền. Giống như dạng cái này cứng 50 á, nhưng mà đọt thôi thứ tinh, đọt khá là dịu nha anh em. Đánh cảm giác cực kỳ đã luôn. Đó. Cần không lỗi lầm nha mọi người. Thì cái này nặng là 220g, đọt là 1 ly 9, giá công khai là 400k cộng ship. Cây số 1 400k cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc nha mọi người. Cây cần cắm gốc, cây này của China xuất Nhật nha mọi người. Đó. Cần sao thì báo anh em vậy. Thì cái này dài 2m1. Đọt là đọt sợi tinh. Đó. Đọt này thì đánh bao bền này. Bát là bát phen thường. Đó, bát là bát thường, phen là phen hãng. Phen hãng mà lỗi lo ship nha mọi người. Phen hãng nha. Thì cố gắng soi cho anh em xem phen. Đó. Cái này đầu cứng nó ra tầm khoảng 50 nha mọi người, 50 60. Đó. Đọc thì đọc sẽ tự tin nha. Đọc này đánh cho hoài cả bạo lực này. Khỏi bàn. Cán là cán 3 khúc. Cần này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1. Đó. Phen ok nha mọi người. Đó. Phen ok hết. Để em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứng thanh toán luôn. Test đọt cho anh em xem. Thì cái này nặng là 300g, đọt 2.6 ly. Giá công khai là 450k cộng ship nha mọi người. 450k cộng ship. Cái số 2, hàng cắm gốc 450k cộng ship. Đó. Rồi, giá công khai cái số 2 450k cộng ship. Cứng 50. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em ra cho mọi người là một cây hàng của Clip Ron Clip. Cây này là cây hàng em lấy từ Nhật về nha anh em, Hunter. Thì cái này dài 1m8, tên đầy đủ nha anh em, chất liệu là chất liệu carbon nha anh em, gốc là gốc carbon. Thân là thân này ở trên này là sợi tiết tinh nha anh em, sợi tiết tinh tập. Đó. Đọt là sợi tiết tinh tập. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 130 đến 150. Đó. Gốc là gốc sợi tiết tinh, cán là cán khắc nè, khá là đẹp mọi người. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, đỏ xám. Anh em, đó. Phen Fuji lỗ xám, bát là bát Fuji. Bu thì em đi kêu lên nhóm người, đó, đây, đi kêu lại đi. Đó. Hàng sau thì nói anh em vậy thôi. Thì cái này dài 1m8, cứng 130 đến 150. Đầu cứng ra tầm khoảng 130 150, chiên cho anh em nó trên ghe trên thuyền. Câu đáy, câu bạo lực. Đó. Cái bình vị luôn. Nè, đó, hàng nội địa. Đó, đó. Phen ok hết nha mọi người. Thì cái này nặng là 320g, đọt là 3.4 ly, độ cứng ra tầm khoảng 130 đến 150. Giá công khai là 750k. Anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền, đánh cá bạo lực thì đánh cái này. Rất là cứng nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của nội địa nha anh em. Cây Lutz. Đó. Anh em, cây này cây hàng nội địa em lấy từ Nhật về. Thì cái này sở hữu là bát tầm bát Fuji. Bát Fuji. Đó. Phen là phen Fuji luôn nha anh em, phen Fuji. Đó. Phen Fuji lỗ xám. Phen ok hết nha mọi người. Ừ.
bu là bu xít nha mọi người, bu là bu xít. Ngoại hình khá là ok nha mọi người, ngoại hình rất là ok luôn. Thì cái này đây, phiên này em đi kèo rồi nha mọi người đó. À, em đi kèo rồi, em báo nên em đi kèo rồi thôi, về nó bị chịch phiên á, chạy em đi kèo lại. Thì cái này dài 1m9 anh em, dài 1m9, hàng cắm gốc đó. Thì thông số trên cần đây, cây này dài 1m9, đầu cứng ra tầm khoảng 100 đến 150. Đây, nó sẽ cứng đều vô trong nha anh em, đó, sẽ cứng đều vô trong đọt này. Đó, đọt nó sẽ cong như vậy, rất là nhạy cá nha anh em, phát tín hiệu rất là tốt luôn đó. Cần sau thì em báo anh em vậy thôi, thông số cần thì em đọc. Chất liệu là chất liệu carbon anh em, đọt là đọt carbon luôn nha. Đó, góc là góc carbon luôn, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Khớp nối ở đây thì cái này nặng chỉ có 270g thôi, đọt là bọc đi chính, giá công khai là 750k cộng ship nha anh em. Cái số 4 750k cộng ship, rất là ok nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người lẫn là một cây hàng cắm gốc. Cây cắm gốc là một cây cắm gốc hãng. Còn cực kỳ mới nha mọi người, còn cực kỳ mới luôn. Phen là phen hãng, bát là bát hãng luôn. Chất liệu là chất liệu carbon anh em, thôi ở đây. Chất liệu carbon phen hãng. Được cái là cái này là bu xít nha anh em, bu xít chống sắn luôn. Cái bu này anh em mua ở ngoài cầm khoảng 200.000 rồi đó, trăm mấy 200.000 rồi. Cái này một cây cắm gốc nha, cắm gốc chiều cho anh em đi câu dít, còn trên ghe, trên bè, trên thuyền. Độ cứng cái này em đón ra tầm khoảng 80 nha anh em, 80. Độ cứng ra tầm khoảng 80. Đó, so với cần hai khúc nha anh em. Vì cái này nó không có thông số nên em không có biết được đâu. Cần còn rất là mới nha mọi người, bu là bu chống bu xít chống sắn nha. Pulsis chống sắn nha. Phen là phen hãng nha mọi người. Cần sau thì em báo em vậy nha. Bát ở đây, bát cũng cực kỳ đẹp nha anh em. Bát là bát hãng luôn. Hàng còn mới nha mọi người. Thì cái này dài hình như là 1m8 đó anh em. Cái này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8. Cái này dài 1m8, nặng là 260g, đọt là 2.7 ly, độ cứng ra tầm khoảng gần 80. Giá công khai là 850k cộng ship. Cây số 5, 850k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần của hàng New, hàng nội địa. Tem bên em, bát là bát nhận nha em, bát nhận, bát Fuji. Bát cực kỳ ngầu nha em. Cây này một cây cần rút nha mọi người, cây rút chất liệu carbon. Độ mới cái này ra tầm khoảng 93-95% nha anh em. Phen là phen Fuji đây. Phen Fuji. Vô Fuji luôn. Lỗi lỗi xám. Chất liệu carbon nha em. Carbon sáng chìm. Nhìn rất là bắt mắt nha. Carbon sáng chìm. Cực kỳ bắt mắt anh em, độ mới tầm khoảng 90-93% nha anh em. Hàng cực kỳ mới luôn. Đó. Cây này độ cứng cực kỳ chuẩn luôn, độ cứng 80 và 3.6. Anh em đánh lăn xe nè, đánh cha, đánh chép. Đó. Săn trôi, săn hàng, đánh cây này cực kỳ ok luôn nha mọi người. Nhỏ gọn. Thì cây này nặng là 420g, thu gọn là 89 cm. Đó, thu gọn là 89 cm. Đọt là 2.2 ly, độ cứng là độ cứng 80, dài là dài 3.6. Giá công khai cây này 1.2 triệu anh em, cây số 6 1.2 triệu. Tiếp theo cây số 7 mọi người. Tiếp theo lên cho mọi người là một cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Manisa. Cây này là một cây hàng Olympic nha anh em. Cây Olympic thương hiệu nội địa Nhật. Thì cây này là chất liệu là chất liệu carbon pha nha anh em. Chất liệu là carbon pha, em nhắc lại với anh em vậy. Thì cây này sở hữu dòng phen là dòng phen Pulsisit anh em. Nguyên bộ phen xít nha anh em. Cực kỳ bóng luôn. Đó.
khá là dịu nha anh em. Đó, chất liệu là carbon fiber nha anh em. Cán là cán bằng, đó, cán bằng. Bát là bát Fuji tem vàng, đó. Anh em, cán bằng chỗ này nó bị lủng lỗ tí này. Đó. Càng sao nói vậy. Thì cái này cứng 50 dài 3 m, nó nè, cứng 50 dài 3 m, fan là fan Fuji sheet nha anh em. Đó, đẹp xì lì luôn. Đó, bộ đồ bu sheet luôn. Đó. Anh em. Fan full sheet mà fan bóng nha mọi người. Đó. Rất là bóng luôn. Fan này ga dây rất là mượt luôn nha anh em. Rất hạn chế hao dây luôn. Đó. Giảm độ ma sát. Cái này cứng 50 dài 3 m, hàng chia anh em đánh cha, đánh chép, cầu lăn xe nha mọi người. Đánh cha, đánh chép, cầu lăn xe. Thì cái này nặng là 420 g, đọt là 3 ly 3, giá công khai là 700k. Đó, cộng ship nha anh em. Giá công khai là 700k cộng ship. Hàng chất liệu carbon pha nha mọi người. Đó. Cứng 3, cứng 50, dài 3 m. Rồi, giá 700k cộng ship. Cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 mới lên cho mọi người là một cây hàng phen lá tính cảm giác. Đó. Cây này là cây hàng Ryobi nha mọi người, Ryobi. Đó, hàng của Korea xuất nhập. Cán là cán 3 khúc, dạng đời cao rồi. Đó, phen là phen lá. Bát là bát Fuji tam hoàng anh em. Đây phen mấy chỗ này nó bị rằn cái này tí nha anh em. Đó, do keo thôi. Đó, bay màu theo thời gian mà còn rất là chắc nha anh em, bao chắc trắng với anh em luôn á. Sao nó vậy với anh em nè, phen lá nha anh em, còn cực kỳ đẹp nha anh em. Cái này dài 3m3, cứng ra tầm khoảng gần 50. Đó, phen là phen Fuji phen lá. Phen này dạng đánh lăn xê cảm giác cực kỳ ok nha mọi người. Đánh lăn xê cảm giác cực kỳ ok luôn. Bô là bô chống sắn luôn nha anh em. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Khỏi bàn. Phen lá nha mọi người. Anh em đánh tra, đánh chép, cầu chơi. Cầu lăn xê đánh cảm giác đánh cái này. Ba phê luôn. Đó. Anh em, nguyên bộ phen lá này. Anh em đánh cầu cá mè. À, có cá mè cũng rất là êm nha anh em. À, cái này cứng dài nặng là 350 g, đọt là 2 ly 3, cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em, cứng 50 tấm g khoảng 50 thôi. À, giá công khai cây này là giá 1,2 triệu anh em. À, cây số 8 giá 1,2 triệu. Tiếp theo là cây số 7. À, cây số 9. Cây số 9 vẫn là một cây hàng Ryobi nha mọi người, cây Ryobi. À, cây này thì mới hơn tí đây, phen nó chưa bị rằn luôn. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Bát là bát Fuji tam hoàng. Phen vẫn là số nguyên dạng, nguyên bộ là bộ phen lá nha mọi người, nguyên bộ phen lá luôn. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Chất liệu carbon nha, carbon sáng chìm. Ngoại hình cực kỳ ok nha mọi người. Đó, bát Fuji, phen là phen lá. Phen này đẹp khỏi bàn rồi. Đó. Khỏi chê vào đâu được hết mọi người. Bô là bô chống sắn nha mọi người, bô chống sắn luôn, Fuji. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này vẫn dài 3m3. Đó, tem đầy đủ nha anh em. Đó. Hàng Korea xuất Nhật, tem đầy đủ, dài 3m3. Mà có đây. Đó, cây này cứng quẩn là 50, hàng chia nên đánh cha, đánh chép, cầu lăn xê. Đó, đánh cảm giác. Thì cái này nặng là 315 g, đọt là 2 ly 2, cứng ra tầm khoảng 50. Cây số 9 giá công khai quẩn là 1,3 triệu nha anh em. Cây số 9 giá công khai 1,3 triệu. Đó, hàng đẹp nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần chia nên đánh lăn xê, đánh cha, đánh chép. Cây số 10 là một cây cần 3 khúc nha anh em, cây 3 khúc. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji anh em, loại xám. Cần 3 khúc nha anh em, màu trắng. Đây. Phen bát là bát Fuji. Đó. Cái này nội địa nha mọi người, nó một cây cần nội địa. Thì cái này cứng 50 dài 3 m. Bu nữa đây. Đó. Hàng còn cực kỳ ok nha mọi người. Đó, ngoại hình ok. Chất liệu chất liệu carbon nha mọi người. Đó. Cái hàng chưa có soi cho anh em xem.
xem đây. Thì cái này cứng 50, dài 3 mét, 3 khúc, hàng chia nên đánh lăn xe, đánh tra, đánh chép anh em. Đó. Cục. Câu chép, cái dạng câu chép, câu lăn xe khỏi bàn. Anh em. Đó. Thì cái này nặng là 350 g, đọt là 3 ly. Giá công khai là 1,1 triệu. Đó. Giá công khai 1,1 triệu anh em, đánh tra, đánh chép. 3 khúc, dễ vận chuyển, dễ để vuông vỏ nữa. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 1,1 triệu cộng ship nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 vẫn là một cây hàng 3 khúc, hàng cho chia cho anh em đánh tra, đánh chép. À, cây này được cái là phôi, nó là phôi carbon X 2 da. Thế nè. Thế nè. Thấy. Bát vẫn là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Hàng cực kỳ mới luôn. Phen là phen Fuji dạ quang. Em có thấy phôi nó đây. Phôi khỏi chè vào đâu được. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em, carbon. À, bu là bu chống bu dạ quang nha anh em, bu Fuji dạ quang luôn. Phen là phen Fuji dạ quang. À, cây này cứng 50, dài 3m3, hàng nội địa nha mọi người. Tem đây. Phôi là phôi sáng nhất đây nè. Nhìn cực kỳ đẹp nhá. Khá là bắt mắt. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji dạ quang. Nè, đóng chữ rõ ràng Fuji. Thì cái này nặng là 340 g, đọt là 2,5 ly. Giá công khai là 1,3 triệu nha anh em. Đó. Cây số 11 giá công khai là 1,3 triệu. Đó, nguyên bộ phen Fuji anh em. Khỏi chê đâu hết. Hàng chi anh em đánh trôi, đánh chép, đánh chai nha anh em. Câu lăn xe. À, câu giặc bờ biển. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng cho anh em. Cây cuối cùng là một cây hàng của Daiwa. Một dòng hàng khá nổi tiếng của Daiwa là hàng Daiwa Holy Lock. Đó. Thì phen này là số dòng phen là dòng phen cầu, phen biển anh em. Vì cái này khá là bạo lực. Cái này cứng tới 200 nặng, cứng 200 và H7. Hàng chiên cho anh em săn hàng, rất bạo lực. Đây qua nha mọi người, hàng đây qua, bát bát Fuji tem vàng Japan. Đó, chắc phôi là phôi sáng nhất nha anh em, phôi sáng nhất. Phôi 2 da. Đây nè, cứng 200, dài 2m7. Đây, có xước xác cái này tí nha anh em. Sắn tới gọn nha anh em. Bù là bù chống sắn luôn nha em, bù phen cầu phen biển luôn nha. Phen nó đây, đó. Đây phen nó bị oxy quá một tí nhưng mà chất lượng vẫn là ok anh em. Oxy trong nha anh em. Đó. Anh em chịu khó lau chùi lại giúp em. Đó. Hàng này anh em đánh máy điện cũng được, đánh máy điện, đánh máy ngang, không thể đánh máy săn hàng, câu đáy. Thì cứng 200, cứng 200 thì anh em tưởng tượng độ cứng nó đây. Đó. Săn hàng khỏi chê vào đâu hết. Đó. Cứng 200 và hết 7. Cực kỳ cứng luôn, em đè mà đè không cong nữa nè. Đó. Cộng thêm nguyên bộ phen cầu phen biển nữa. Phôi ok anh em, phôi còn rất là mới anh em. Đó. Chỉ có soi anh em. Thì cái này sản xuất tại Taiwan nha mọi người, Taiwan. Thì hàng này hàng chuyên sản xuất tại Taiwan, xuất cho thị trường Nhật thôi. Đó. Cái này cứng 200, dài 2m7. Nặng là 530 g, đọt là 4,4 ly. Đó. 4 ly. Đó, đọt là 4 ly nha mọi người, đọt là 4 ly, nặng là 530 g. Giá công khai là 2 triệu cộng ship. Đó. Cây số 12, 2 triệu cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 12 cây cần em đưa cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cái nào thì chốt đem số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.